Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và cũng tại thời gian này, các bạn đã chứng kiến cái việc mà quyết tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tung đòn leo thang thương mại chiến với Trung Quốc. Và cụ thể nhất mà các bạn thấy hình ảnh là hai ông đã bắt tay nhau và gặp nhau ở trong cái hội nghị G20 tại Nhật Bản trong thời gian vừa qua. Mặc dù là hai Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau ở đây, nhưng cuộc chiến thương mại dường như không được hạ nhiệt, mà ngược lại đã được ông Tổng thống Mỹ đã tiếp tục phát triển nó lên, và ông ta đang chuẩn bị một cái kho vũ khí rất lớn. Đó là những cái công cụ để có thể tiếp tục ra những cái đòn quyết định đối với Trung Quốc. Và dường như là ông Tổng thống Trump của Mỹ, ông đang muốn quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở cái đất nước này. Và có những cái biện pháp nào mà ông Tổng thống Trump đã đưa ra và sẽ đưa ra trong thời gian tới đây? Điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy rằng là có thể ông ta làm giảm giá đồng US đô la. Và đây là hình ảnh các bạn thấy trụ sở dự trữ liên bang Mỹ Fed tại Washington, nơi đưa ra rất nhiều quyết sách về chính nghĩa tiền tệ của Mỹ trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới, và luôn luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Và Trump kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm thêm lãi suất và làm suy yếu đồng US đô la để hỗ trợ các nhà xuất khẩu Mỹ. Thì điều này hết sức là đương nhiên, vì khi Trung Quốc tuyên bố hạ giá đồng nhân dân tệ thì hàng hóa của Trung Quốc sẽ rẻ đi rất nhiều và tạo cái cơ hội xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác, và trong đó có cả Việt Nam, với giá thành rẻ nữa. Thì Mỹ cũng phải có biện pháp phù hợp đối lại, đó là việc tìm cách có thể là sẽ hạ cái giảm giá cái đồng US dollar để cho hàng Mỹ cũng lại có tính cạnh tranh cao hơn, và họ có thể bán được giá thành vừa phải hơn để xuất ngược trở lại Trung Quốc hoặc những nước khác tiêu thụ hàng của Mỹ. Đấy là một cách thứ nhất. Cách thứ hai mà Tổng thống Trump có thể sử dụng đó là tăng thuế hàng hóa lên đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu của Mỹ tiếp tục. Có nghĩa là ông ta sẽ tăng thuế đối với một số mặt hàng Trung Quốc đã bán sang Mỹ với giá trị khoảng 300 tỷ US đô la mỗi năm. Hiện nay đã quyết định 10% và có thể nó sẽ tăng lên đến 25% trong thời gian tới. Thì đấy là cái điều mà Tổng thống Mỹ có thể làm, bởi vì ông ta luôn cho rằng Trung Quốc là nơi đang thao túng tiền tệ và ăn cắp cái sở hữu trí tuệ của Mỹ và các công ty Mỹ, và làm hại cho nền kinh tế Mỹ. Chính vì vậy mà ông ta đã có những cái biện pháp rất mạnh mẽ đối với Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và cái điều thứ ba mà Mỹ có thể làm đó là đánh vào cái nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc bằng cách thu hồi những biện pháp miễn trừ cho phép Bắc Kinh tiếp tục mua dầu thô từ Iran và Venezuela. Đây là các bạn xem hình ảnh của cái đất nước này. Venezuela, quốc gia giàu mạnh với nguồn tài nguyên trời phú, bỗng chốc sụp đổ. Một đế chế thương mại bỗng chốc trở thành con nợ khổng lồ với ngân khố trống rỗng. Bài học về quản lý kinh tế đi ngược lại với các quy luật thị trường vẫn luôn dẫn dắt. Đấy, đắt giá. Thì đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy là cái công ty dầu mỏ của Venezuela sau khi quy hóa thì hoạt động không hiệu quả và cái năng suất rất thấp, và bây giờ dẫn đến cái khủng hoảng rất lớn ở cái đất nước này. Bởi vì họ đã đi theo cái con đường mà giống như Việt Nam đang đi, đó là con đường kinh tế theo kinh tế xã hội chủ nghĩa. Và cái điều đó rất tai hại và làm cho cái đồng tiền nó mất giá rất nhiều, và người dân không thể sống được bằng cái thu nhập của mình. Mà chính vì vậy đã sinh ra rất là nhiều những cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua, và ngay cả những cái người cầm quyền ở cái đất nước này đang gặp rất nhiều khó khăn vì bị người dân phản đối và những cái đảng đối lập khác phản đối rất nhiều. Thì Việt Nam của chúng ta khi mà nhìn sang Venezuela chắc chắn là cũng sẽ học hỏi được cái bài học này, là kinh tế thị trường phải đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là lời của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói. Thì mặc dù ông ta không biết rằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó như thế nào và bao giờ thì đến, nhưng mà lại bắt nền kinh tế đi theo cái điều đó. Thì đây là cái sự rất tai hại của Việt Nam, mà cụ thể nhất đấy là của cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đứng đầu của chính trị, đó là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Vì điều đó sẽ dẫn đến những cái tai hại rất lớn. Và ngoài ra thì Tổng thống Trump cũng tiếp tục có thể hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ mới như tự động hóa và trí tuệ nhân tạo bằng cách yêu cầu các công ty Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt trước khi xuất khẩu chúng sang các nước như Trung Quốc. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những công ty
hàng đầu của Mỹ như công ty Intel. Thì tập đoàn Intel được thành lập vào năm 1968 ở California, Hoa Kỳ. Intel sản xuất các sản phẩm như chip vi chip xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, các mạch và các thiết bị máy tính khác. Thì đây là cái nguồn mà rất là quan trọng đối với bất cứ máy tính nào. Thì khi các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy là nếu mà không có chip của Intel hoặc là những cái hệ thống ổ nhớ flash hoặc các mạng này thì máy tính không thể hoạt động được. Mà để có một cái công nghệ sản xuất được cái này thì là cả một cái quá trình nghiên cứu, chế tạo và đầu tư rất lớn của những cái tập đoàn từ những năm 1968 rồi. Và Trung Quốc hiện nay vẫn đang phải nhập rất nhiều những cái thiết bị đặc chủng này mà họ chưa thể chế tạo được hết những cái thiết bị đó. Và chính vì vậy mà khi mà Mỹ cấm hoặc hạn chế nhập những cái thiết bị như thế này từ các tập đoàn lớn của Mỹ thì đương nhiên thì Trung Quốc sẽ rất khó khăn trong chuyện là chế tạo cái máy tính hoặc là những cái sản phẩm khác, bởi vì chỉ cần thiếu những cái chip đó thì cái bộ xử lý của nó sẽ chạy không tốt và không ai mua thiết bị này nữa. Và ngoài ra, biện pháp tiếp theo mà Tổng thống Trump có thể làm đó là cấm các nhà cung cấp Mỹ bán hàng cho Huawei hoặc là các công ty viễn thông như ZTE của Trung Quốc. Và cụ thể các bạn đã thấy hình ảnh là hiện nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa gia hạn cho việc mà bán cho Huawei trong thời gian dài. Và điều đó là Mỹ thiệt hại một chút, một phần. Nhưng cái công ty Huawei này thiệt hại lớn hơn rất nhiều. Bởi vì là khi mà không có những cái thiết bị quan trọng, cốt lõi ở trong những cái sản phẩm như điện thoại, như máy tính, thì cái tập đoàn Huawei này sẽ trở thành một cái nơi mà sản xuất những cái thiết bị lạc hậu, cũ, sẽ không ai mua. Và chính vì vậy mà gần đây Huawei đã bắt đầu sa thải nhân viên ở khắp nơi trên thế giới, vì họ không còn đủ cái cơ sở, không còn đủ những cái vật liệu quan trọng cần thiết để sản xuất những cái sản phẩm mà họ mong muốn nữa. Và ngoài ra thì Tổng thống Mỹ còn có biện pháp tiếp theo là ngăn chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận các thị trường vốn của Mỹ. Thì điều này rất quan trọng các bạn, bởi vì là muốn sản xuất hay muốn nghiên cứu chế tạo và muốn phát triển thì đều phải cần có rất nhiều vốn. Mà muốn có vốn thì phải ra những thị trường vốn như thị trường tài chính ở New York hoặc là những cái ra thị trường chứng khoán của thế giới thì mới có thể là phát triển công ty một cách mạnh mẽ được. Mà khi mà Mỹ ngăn chặn cái điều này thì đương nhiên là cái việc huy động vốn cho những công ty Trung Quốc ở những thị trường tài chính này sẽ gặp khó khăn, thậm chí là không thể tiếp cận được nữa. Mà khi một công ty mà không có vốn, anh đang phát triển hoặc anh đang cần tiền để anh tiếp tục đầu tư cho cái dự án công nghiệp của anh hoặc là công nghệ, mà nguồn tiền này đột ngột bị mất đi thì cái công ty đó sẽ bị phá sản và những sản phẩm tưởng như là sẽ làm ra thì sẽ không bao giờ ra đời nữa. Và điều đó sẽ gây tác hại rất lớn đối với các công ty mà muốn phát triển ra thị trường toàn cầu khi bị Mỹ ngăn chặn không cho tiếp cận với cả cái nguồn tài chính tại cái thị trường rất lớn này nữa. Và đương nhiên trong cái việc này thì Việt Nam hưởng rất nhiều những cái lợi, đó là việc những công ty của nhiều nước trên thế giới, ngay cả của Trung Quốc, hiện nay đang đặt ở Trung Quốc. Bởi vì để tránh cái chuyện mà Tổng thống Mỹ liên tục tăng áp mức thuế càng ngày càng cao đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc, cho nên họ đã chuyển những cái nhà máy đó về Việt Nam, về Thái Lan, và Việt Nam là hưởng lợi cái điều đó. Mà cụ thể các bạn thấy những nhà máy như ở đây, đó là nhà máy Sharp chẳng hạn, họ sản xuất hàng loạt công ty của Nhật chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là hình ảnh của nhà máy Sharp, thì có thể sẽ được chuyển về Việt Nam hoặc về Thái Lan. Tuy nhiên cái điều thuận lợi này cũng là cái điều mà Việt Nam cần, bất lợi cho Việt Nam ở chỗ là khi mà Việt Nam tiếp nhận những công ty này một cách ồ ạt, và khi Mỹ đối với Việt Nam họ cũng luôn luôn có cái thái độ là đề phòng Việt Nam, tức là sử dụng những sản phẩm của những nước khác quá cảnh Việt Nam và xuất sang Mỹ với cái mác Việt Nam. Và ngoài ra thì cái thương mại của Việt Nam đối với Mỹ thì hiện nay cũng đang mất cân đối nghiêm trọng, tức là Việt Nam đã xuất quá nhiều hàng, xuất siêu quá nhiều sang Mỹ và mua hàng ít của Mỹ quá. Chính vì vậy mà ông Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Việt Nam phải cân bằng cái cán cân thương mại này. Nhưng mà cho đến nay Việt Nam chưa làm được cái điều đó, và thậm chí càng ngày cái cán cân thương mại này càng lớn ra. Và khi các công ty của các nước trên thế giới dồn về Việt Nam để sản xuất và từ đó xuất sang Mỹ thì cái cán cân thương mại này lại càng cao hơn nữa. Thì có nghĩa là bất cứ lúc nào sau này, bất cứ lúc nào thì ông Tổng thống Trump lại thấy rằng Việt Nam không thực hiện nghiêm túc cái điều mà Mỹ yêu cầu, và ông ta lại tiếp tục đánh thuế
xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, có nghĩa là những mặt hàng từ Việt Nam sang Mỹ sẽ bị đánh thuế cao, và điều đó dẫn đến nguy hiểm là các công ty khi chuyển về Việt Nam chưa ấm chỗ thì lại phải tiếp tục chuyển đi nước khác ngay, bởi vì họ cũng không muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục bị Tổng thống Mỹ đánh thuế. Và để làm được điều này thì Việt Nam cần phải có những cái biện pháp rất phù hợp và lập tức phải làm, đó là phải việc thay đổi cái thể chế tại Việt Nam cho dân chủ hơn, tự do hơn và hợp tác với Mỹ và châu Âu để phát triển bền vững hơn. Đó là điều mà Việt Nam cần phải thực làm trong thời gian tới, và đặc biệt thay đổi thể chế có nghĩa là phải thay đổi chính trị, có nghĩa là Việt Nam phải đa đảng, phải cho nhiều đảng phái hoạt động và người dân được quyền nói lên tiếng nói của mình, người lao động được quyền bảo vệ cái quyền lợi lao động của mình, và trẻ em được quyền học hành và được quyền chăm sóc y tế, cũng như người già, người về hưu thì được quyền nhận cái lương của mình mà họ đã cống hiến trước đó. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ ba 13 tháng 8 2019 ở ngay trước tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và các bạn hãy bình luận sau video này để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn.